Ngày mai mùng 8 tháng 1 xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Sáng mai mùng 8 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC. Trong vụ án này, có tổng số 22 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó, 12 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PVC và Vũ Đức Thuận nguyên Tổng Giám đốc PVC bị truy tố về cả hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Ngoài 22 bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội còn triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan là những người nộp tiền khắc phục hậu quả cho các bị cáo và 31 người làm chứng. Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC. Chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6 triệu USD và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Hành vi nêu trên của Đinh La Thăng đã phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC. Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6 triệu USD và trên 1.312 tỷ đồng. Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 119 tỷ đồng. Phùng Đình Thực với vai trò nguyên là Tổng Giám đốc PVN đã cùng Đinh La Thăng có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6,6 triệu USD và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 119 tỷ đồng. Được biết, hội đồng xét xử trong vụ án này gồm 5 người. Do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa phiên tòa, 3 kiểm sát viên là Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Minh Đồng, kiểm sát viên cao cấp, Nguyễn Mạnh Thường, kiểm sát viên cao cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội còn bố trí 2 kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tòa, có tất cả 44 luật sư tham gia phiên tòa. Trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng và 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Đặc biệt, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa này có đến 3 người, bao gồm ông Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và 2 kiểm sát viên cao cấp là ông Nguyễn Mạnh Thường và ông Nguyễn Minh Đồng. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 tháng 1 trên đến ngày 21 tháng 1 năm 2018.